Hi, xin chào quý các bạn. Và trong video hôm nay tôi đi chia sẻ cho các bạn, vô tình tôi đã phát hiện ra một cây dâu rừng. Các bạn thấy ở đây là rừng, rừng và cột đá. Tôi đang đi chia sẻ với bài thuốc rất là hay, trị khí âm. Có một người nhờ tôi đi chia sẻ bài thuốc này và tôi đã đi chia sẻ. Và hôm nay tôi đi chia sẻ, trong quá trình đi chia sẻ thì tôi phát hiện ra chỗ đây có cây dâu đây, và đây tôi hái chè dùm về tôi nấu uống. Đây chè dùm, đây đây là chè dùm đó, chè dùm đó. Đó, đây phát hiện ra cây dâu rừng. Các bạn nhìn thấy nó sai kinh điển không? Đây, các bạn lên rừng các bạn gặp cây dâu này, các bạn cũng có thể là hái ăn, và ăn ít thôi, ăn nhiều quá là cũng khá là nguy hiểm đấy. Nó chảy một tiêu chảy một cái là hơi bị căng đấy. Như tôi tiêu chảy thì tôi ở rừng tôi sinh tồn, tôi biết, tôi quen rồi, tôi sẽ tiêu chảy là tôi biết cách tôi áp dụng. Còn các bạn bị tiêu chảy trên rừng các bạn biết chạy đi đâu? Và nay mai tôi sẽ chia sẻ cách và cách khắc phục bị tiêu chảy khi các bạn ở trên rừng. Rồi đây, hồi chín chưa? Ăn cái vỏ thôi, cái ruột chưa chín các bạn. Wow, chua quá, wow, chua, chua má ơi luôn. Không, coi cái hột nó thử chín chưa nha các bạn, ăn thử cái hột nó thử chín chưa nha. Wow, chua, còn sống. Trong video clip trước tôi có chia sẻ cho quý các bạn là cái dâu, và dâu đó là dâu xanh. Dâu đó nó ra toàn trên trái, trên ngọn này nè. Ngọn này, nhánh đồ này, còn dâu này là dâu dâu nu. Tôi gọi là dâu nu, còn các bạn gọi bằng gì tôi không biết. Là tôi gọi dâu nu. Dâu này hầu như ra trái toàn dưới đất, dưới gốc. Trên thân cây chứ không ra trên nhánh, trên đọt đấy các bạn thấy không? Đấy. Dưới gốc nó mọc lên đấy, nó ra trái đời ở đấy. Đây, ở đây là nó sai quanh quýt luôn. Đây, đó, đó, thấy không? Đấy, đấy, ở kia, càng lên càng sai. Đó, và lên trên kia thì không có trái nào hết. Sở dĩ cái dâu này là nó hầu như nó ra trái. Đây, mấy cái chỗ nó có nu như thế này, nu như thế này, nu như thế này là nó sẽ ra trái. Và nó đây là con nhỏ này, cho nếu nó to là nó nu ghê lắm, nu kinh điển luôn. Thì đó là cây dâu, dâu rừng tôi muốn chia sẻ cho quý vị các bạn. Còn cái loại dâu mà cứ ra trái trên đọt ấy, hồi đợt trong video clip trước tôi cũng có đi rừng, hành trình đi rừng Campuchia ấy, là tôi cũng có chia sẻ cho quý vị các bạn rồi đấy. Thì dâu đấy là dâu xanh, dâu đấy hầu như ra trái trên trên nhánh này này, trên mấy nhánh đó này, nó ra trái theo mấy nhánh đây, chứ nó không có dưới gốc đây, nó không có trái. Thì đấy là video clip này muốn chia sẻ cho các bạn loại cây dâu rừng là như thế nào đó. Cái trái này nó vừa già thôi, nó chưa chín, nó chưa ngọt, nó chín ngọt ác lắm, ngọt ăn ngon. Và dâu xanh hay là dâu dâu dâu, dâu đỏ gì, dâu nu gì nó cũng chín ngọt như nhau hết. Vậy là video chia sẻ của tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại với các bạn về những clip sau.